Các bác ơi, ngày hôm nay em xin phép review đến các bác cái cây sừng rồng cảnh mà gia đình ông hàng xóm trồng nhá. Đó, các bác thấy không? Cây phát triển xanh tốt ngay đầu ngõ luôn nhá mọi người nhá. Đây này, đấy, ngọn nó lên tận đó cơ mà. Rồi dưới gốc đây. Đấy các bác thấy không? Cây chỗ này đẹp lắm mọi người, phát triển rất là đẹp. Nay em đi qua em thấy đẹp quá, em quay lại em review lại một chút để mọi người cùng chiêm ngưỡng cây này nhá. Đấy. Bên này có một bụi nữa cũng tốt như này, để chút em quay camera sang nhé. Này các bác này, thấy không này, đây là lá của nó này. Tuy nhiên cây sừng rồng này trồng ở ngoài đất ấy, thì nó mới tốt như vậy, chứ trồng trong chậu nó không tốt như vậy đâu. Đó, mọi người thấy không? Đây, nó có lá rất đầy đủ. Cái này mà chúng ta mà tạo thế cho nó ngắm thì đúng là đẹp mắt luôn đó mọi người. Đó, thấy không? Em quay ra xa một chút này. Các bác thấy đẹp không? Ngay hàng rào luôn. Đây, bên này có một cây nữa này. Cây này thì khá là to. Bụi bên này to lắm mọi người ạ. Đó, thấy không? Chất luôn. Ngọn nó cao lắm nhá. Ngọn nó lên tận trên kia kìa. Đó. Cây này cao khoảng chừng 3m, 3m rưỡi nữa. Đây, mà nó mọc tút xuống dưới kia kìa. Ui đấy. Cái này theo làm hàng rào được luôn các bác này. Gốc của nó thì đây. Đó, gốc đấy các bác. Nhìn khá là đẹp mắt. Em ra em nhìn thấy đẹp mắt quá, em quay lại. Đây các bạn này. Đây là bên trong nhé. Đó. Bên trong của nó đấy. Các bạn thấy không? Nó lên cỡ này cơ mà. Đây mà chúng ta tạo thế cho nó thì nhìn thì còn đẹp thì còn gì bằng. Rồi, em xin phép review đến đây thôi nhá. Các bác xem thì ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh và like video các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Đó. Đó, đẹp mắt.